nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ở trong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta quy tụ nơi đây trong mùa thánh đường của nhà thờ St. Regis. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa Chủ nhật 19 thường niên cũng là Chủ nhật mừng lễ Mẹ về trời. Mẹ về trời là một trong những bốn tín điều mà giáo hội Chúa Đức về của Đức Mẹ. Đây cũng là một niềm vui mừng hy vọng cho mỗi người tín hữu chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa bước theo chân Đức Giêsu Kitô Con của Mẹ, để rồi cùng đích của chúng ta là được sống vinh hiển với người trên thiên quốc. Và Mẹ là một người nữ hoàn toàn mà được Thiên Chúa nâng lên và được gọi về Thiên Chúa, về thiên đàng. Trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Gia đình anh chị phép xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse nhân vào ngày giỗ, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse, cầu bình an cho gia đình. Gia đình anh Trương xin cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ, linh hồn Doan Kim nhân ngày giỗ. Gia đình cô Phượng xin cầu nguyện cho bốn linh hồn Maria, Pedro, Paulo và các linh hồn. Xin anh bình an trong gia đình. Huynh đoàn Thánh Đao Minh Tứ xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Dương Đình Quản là hội viên. Huynh đoàn Đao Minh Thánh Đao Minh Tứ xin cầu nguyện cho các linh hồn trong hội viên đã qua đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã đưa
đưa lên trời cả hồn lần sang Đức Maria là Trinh Nữ vô nhiễm là thân mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thân mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri, hiện nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời, một con rồng đỏ khổng lồ có 7 đầu, 10 sừng và trên 7 đầu đội 7 chiều thiên. Đuôi nó kéo đi 1/3 tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngai của người, còn bà thì trốn lên rừng vắng. Ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Đức Kitô của người đã được thực hiện. Đó là lời Chúa. Ta vậy sự chết bởi một người thì
thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thủ tục của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi người, mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Bởi người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Đó là lời Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trở dậy, vội vã đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Gia-ca-ria và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hãy như nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm? Vì này tay tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi người khen Chúa, thành trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đứng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phần nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tới Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có lẽ rằng trong mỗi người chúng ta đều có một con người gọi là idol, là một con người để chúng ta luôn luôn có những quyết tâm hướng về, để có những cái điều mà chúng ta muốn khẩn khoản để chúng ta thân thương. Ngoài Thiên Chúa ra, chúng ta có một người mẹ đó là Đức Maria. Và ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã chọn mẹ là một người phụ nữ, là một người nữ trợ tá các lần cho Thiên Chúa,
qua công việc công trình sáng tạo, qua công việc mà cho hành trình ngôi lời nhập thể, đó là Đức Maria. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau dâng lên thánh lễ Đức Mẹ hồn xác về trời. Chúng ta cùng với Mẹ lặp lại một lời kinh người khen là Mẹ đã từng cất lên. Và có lẽ rằng mỗi người chúng ta trong hội Lê Sô, trong tất cả những người theo bước chân Mẹ cũng cất lên lời Aricas: linh hồn tôi người khen Đức Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ Chúa đứng cứu độ tôi. Quả thật, lễ Mẹ Maria về trời là lễ là niềm vui hoan hỷ người khen cả xác lẫn hồn. Và Mẹ đã được hướng về trời để đã cho chúng ta thấy một niềm phấn khởi vui tươi và một bầu khí hy vọng. Mẹ đã giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã cho Mẹ hồn xác về trời thì Ngài cũng sẽ làm cho mỗi người chúng ta như vậy. Bởi vì có lẽ rằng người ta bảo là ngày hôm nay rất nhiều người chết vì Covid, và đặc biệt trong giáo xứ của chúng ta trong những tuần qua, những người đã ra đi như của ông Vincent hay là bà Maria Phi hay là bà Maria Thiên, tất cả đều đến nhà thờ để một niềm hy vọng rằng là ngày xa mai, ngày sau sẽ được về với Thiên Quốc. Và mỗi người chúng ta cũng vậy. Thế nên cái vui vì là sự chết bị tiêu diệt, thì chúng ta thấy rằng như sách Khải Huyền đã trình bày cho chúng ta về một người phụ nữ, đoạn đầu đội trời triều thiên 12 ngôi sao, và bà sinh một con trai. Con trai của người lần nữ, người nữ ám chỉ là Đấng Mêsia, Đấng đã dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Cái lời loan báo này, cái sự cứu độ này là quyền năng vương quyền của Thiên Chúa cho chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô người đã thực hiện. Mặc khải rõ ràng niềm hy vọng và sức mạnh của tương lai, báo trước có sự chiến thắng của đức tin trước các thế lực của kẻ dữ, của các dịch bệnh. Và những đứa trẻ mà con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngay của người, thể hiện một sự hiện trị của Thiên Chúa, và khẳng định rằng tương lai nhân loại không bị thống trị bởi cái ác, bởi những dịch bệnh, nhưng là Thiên Chúa do bởi đặc ân khôn tả mà người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đẹp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, được hiểu là Đức Maria, Mẹ lên trời, một chân lý hy vọng về cuộc sống hạnh phúc tương lai đã mở ra cho mỗi người chúng ta. Chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết để giúp chúng ta đối mặt với mọi thử thách, mọi cám dỗ và mọi những điều mà chúng ta đang gặp trên hành trình của chúng ta. Vì kẻ thù cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt như là sự chết. Chúa Kitô đã tiêu diệt sự chết bởi vì người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người, và Đức Kitô đã chiến thắng sự chết. Chúng ta thật hy vọng và niềm hy vọng đó đã trở nên niềm vui cho mọi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ về trời là dịp để chúng ta đã gia tăng ân sủng và là sống lòng sùng kính biết ơn về Mẹ. Nếu ngày truyền tin con Thiên Chúa nhập thể, Mẹ đã lặng vui mừng đón nhận Chúa Giêsu đến trong trần gian này, đem niềm hy vọng cho nhân thế. Đây là ơn cứu độ cao trọng nhất, thì là ngày mà Chúa Giêsu, là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cả hồn lẫn xác, mang đến cho mỗi người chúng ta bầu khí hân hoan hy vọng. Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa cứu độ chúng ta cả con người trọn vẹn thể xác và linh hồn. Chúa Giêsu con của Mẹ là tượng trưng cho mọi loài thọ sinh đã sống với bộ thân xác, đã nhận lấy người Mẹ là Đức Maria,
thân xác đã được Chúa Giêsu mặc lấy, sống, chết và chia sẻ thân phận con người mà mẹ Maria đã một lần minh chứng cụ thể, giống như trong bài tin mừng hôm nay khi Đức Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu vào trong lòng và mẹ đã biết đem Chúa Giêsu để chia sẻ cho những người xung quanh, đặc biệt là chị họ của mình, bà Elizabeth. Đây là một điểm, một niềm hy vọng, niềm vui mà mỗi người chúng ta không chỉ gì dừng lại cho bản thân mỗi người chúng ta, đặc biệt trong những giây phút này, giai đoạn này trên đất nước Việt Nam của chúng ta, là những người đang cần không chỉ là vật chất mà cần cả lời cầu nguyện để họ, đặc biệt là những tu sĩ, đặc biệt là những người làm công việc tuyến đầu về phòng chống Covid, để gia tăng ân sủng và bình an, để sức khỏe, để những người trong những việc đi tuyến đầu được ơn bền đổ, được ơn Chúa để nâng đỡ. Còn mỗi người chúng ta có niềm hy vọng, niềm vui ở trong tâm hồn chúng ta cũng tự đặt hỏi liệu chắc rằng chúng ta có làm được hay không. Thế nên chúng ta hãy hy vọng vào cái niềm hy vọng ấy. Hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa cùng với Đức Maria vì nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, đứng là trưởng tử những người tiên sinh kể ra từ kẻ chết. Mẹ là người đầu tiên trong số những người đã được cứu, nay đã được rước về trời, cả hồn lãnh xác, nhà đất triều thiên chiến thắng. Ngôi mộ không còn giữ được mẹ, và nhà tạm đầu tiên của Chúa Giêsu đứng hằng sống. Nơi mẹ, toàn thể con cái mẹ được hưởng niềm vui hạnh phúc trường sinh. Và trong ngày lễ trọng hôm nay, toàn thể giáo hội cảm ơn mẹ vì là tất cả những gì mẹ đã làm cho trên trái đất này, làm cho mỗi người chúng ta. Mẹ là đứng bầu chữa, mẹ là đứng phù hộ các giáo hội, mẹ là nguồn an ủi của chúng ta, mẹ là máng truyền thông mọi những cái lời cầu xin của chúng ta lên Thiên Chúa. Từ lúc đón nhận thiên sứ truyền tin cho đến khi hoàn tất cái công việc của mẹ ở trần gian, mẹ là người muôn đệ, gương mẫu hoàn hảo trong việc lắng nghe lời con của mẹ và thực hành theo thánh ý của Chúa Cha. Mẹ chỉ là những cho chúng ta thấy rằng con đường dẫn đến vinh quang là con đường theo thánh ý của Thiên Chúa. Và những điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta một điều rằng chúng ta hãy hoàn thiện con người chúng ta không chỉ bằng những lời nói suông, nhưng mà bằng một cử chỉ hành động đẹp nhất. Và cái hành động ấy đã làm xoa dịu mọi tâm can, xoa dịu cái con đường mà chúng ta đang đi. Dẫu rằng phía trước rất gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nói như mẹ và nói như Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha: và Chúa này con đây, xin Ngài hãy sai con. Trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta cùng đứng lên và chúng ta tuyên xưng đức tin.
Anh chị em thân mến, xin ngắm công trình cứu chuộc của Thiên Chúa hoàn thành trong cuộc đời của Đức Maria. Chúng ta hãy tin tưởng rằng nhờ ơn cứu chuộc của Đức Kitô, chúng ta sẽ đạt tới nơi mà Đức Mẹ đã tới. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cùng Thiên Chúa Cha. Xin cho giáo hội trở nên như Đức Maria, may mắn vâng phục thánh ý Chúa, nhờ đó trở nên thánh, cùng để đón nhận, xin hạ và trao ban Chúa Kitô cho nhân loại qua việc loan báo lời Chúa và cử hành các bí tích mỗi ngày. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin nâng đỡ các phụ nữ đang gặp đau khổ, bị gạt ra bên lề xã hội hoặc trở thành nạn nhân trong chính đời sống của mình, để họ biết noi theo tấm gương can trường và nhận lại của Đức Maria. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các bạn trẻ nhận ra giá trị của lời cầu nguyện và sự phục vụ những người kém may mắn trong xã hội theo gương bác ái và nhiệt thành của Đức Mẹ ngày xưa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi người đang đau khổ do bị dịch Covid, đau khổ do bệnh tật và gia đình chờ chiêm ngắm Đức Maria cùng với Chúa Giêsu, biết noi theo mẫu gương của Mẹ trong việc mau mắn lắng nghe và thực thi ý Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cũng hiểu ý và dâng lên cầu nguyện cho tất cả các linh hồn chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Cũng cầu nguyện cho linh hồn Maria Thiên, Maria Phi và Vincent Bồ đã qua đời trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta thiên lặng trong giây lát, chúng ta dâng lên Chúa những qua lời cầu xin của mẹ Maria, những lời thầm nguyện riêng tư của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân hậu, xin đón nhận lời cầu nguyện mà chúng con vừa dâng lên Cha với tất cả lòng tin men. Xin giúp chúng con mai ngày cùng được chung hưởng hạnh phúc với Đức Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, vì lời của tôi cũng là anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa.
ngày trưa xin nhận nhận và lễ chúng con dâng kiến để mừng Đức Maria hội sắc về trời vì lời người cầu thay người yêu xin cho chúng con bừng cháy lên lời yêu mến và luôn luôn hướng về Chúa chúng con cầu xin nhận Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy nói Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chính thân là Thiên Chúa toàn năng thần hư chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn của đội cho chúng con và Đức Kitô Chúa chúng con hôm nay được trên nữ mẹ Thiên Chúa đã được đưa về trời người là khởi đầu là hình ảnh của giáo hội viên mãn là niềm an ủi và hy vọng trần thế cho dân thân trong cuộc lữ hành trần thế Cha không muốn người chịu cảnh hư nan trong khổ vì người đã sinh hạ con Cha yêu quý là Đức ban sự sống cho mọi loài vì thế hiện với các thiên thần và các thánh chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tôn hô rằng Thánh, Chúa là Thiên Chúa tam đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng âm ngữ đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, chúng ta là đấng tất lực mọi sự thâm thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa rửa tất cả chúng con nói những con lên này để trở nên cho chúng con mình và bao Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi ta quyền đồng mình chiêu cố hình người cầm lấy băng tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn người này là mình thầy sẽ bị đồng vì các con. Cùng một thời tới ngay sau bữa ăn tôi người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy bao nhiêu ước mơ và vinh cương sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là một nhịp đinh tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiếp xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhân con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con như lên Chúa vẫn trường sinh và trên cô đô lên ta ơn Chúa. Thì Chúa đã dâng cho chúng con được xin an toàn các cơn tôn giáo và phung sư Chúa. Chúng con thân thiết đại xin Chúa cho chúng con khi tâm phẩm được làm bao Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhân anh hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức nên cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Anthony chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả những người hiện diện trong thánh lễ này. Xin Chúa chấp nhận những ước nguyện ý nguyện chúng con dâng lên Chúa đặc biệt cầu nguyện cho những người đang trong tình trạng bệnh dịch COVID được sức khỏe bình an, cầu nguyện cho các gia đình được bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến các linh hồn Giuse, hai linh hồn Giuse, linh hồn Maria, linh hồn Pedro, linh hồn Paulo, linh hồn Nhân Kim và các linh hồn chết trong giáo xứ của chúng ta trong tuần qua. Xin chấp nhận tất cả những người bạn đến Chúa, xin ban cho cả đàn chết yêu con Chúa thì cũng được sống lại. Xin Chúa cũng như nên anh chị em chúng con đang ngay nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người đặc biệt có các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quê thuộc chúng con đã lưu truyền trong tình thương của Chúa xin cho anh thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa chúng con đã xin Chúa tôn sống tất cả chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa thân cả những xe và các thân Đức Trinh Nữ các thân tông đồ các thân từ đạo Việt Nam và toàn thể các thân
Ta xin đặt lòng Chúa qua mọi thời gian và cùng với các nhà chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa và Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trăm người và mọi đức như và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng, lên Chúa cứ thế và theo thể thức người dây chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, đức Cha chỉ đến, ý Cha thầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ bỏ nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng như chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban cho trên những ngày chúng con đang sống được bình an và Chúa đồng lòng thương cứu dương, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang kêu chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phú và được cái lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy đã làm bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh chúng con được bình an, cho mọi gia đình chúng con cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa hiện diện và nâng đỡ chúng con trong những lúc khó khăn, và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến như tiếng chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình mạo đến Chúa Giêsu Kitô để điều con và ban cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong vi thích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật, con xin đón rước Chúa cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Như Chúa là đấng thánh sáng.
cho những người dân ở Việt Nam chúng con vượt qua những khó khăn đặc biệt trong dịch Covid-19 này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, khi Cha tại hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đang thờ hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đợi với đây Chúa trẻ cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà bầu phước là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đợi với đây Chúa trẻ cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà bầu phước là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đợi với Đức Chúa Trời cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đợi với Đức Chúa Trẻ của bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đợi với Đức Chúa Trẻ bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đợi với Đức Chúa Trẻ cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đợi với Đức Chúa Trẻ cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin nhờ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhà bí tích cứu độ, vì là Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay. Xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em và cộng đoàn chúng ta hiện diện nơi đây. Xin Chúa chúc lành và đặc biệt qua lời cầu mong của mẹ Maria mừng lễ mẹ hồn xác về trời. Chúc quý ông bà và anh chị em có một ngày lễ thật vui tươi với nhiều học ân của Thiên Chúa, và xin mẹ Maria gìn giữ cho mọi người chúng ta vượt qua những khó khăn này, và đặc biệt những người nhà, những người ở gia đình luôn luôn cảm thấy Chúa hiện diện là nguồn nâng đỡ bình an trong đời sống chúng ta. Và một lần nữa xin cảm ơn cùng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lạy xong cho anh chị em ra về bình an. Ta ơn Chúa. Thank you.
Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Cha Trời cho bao lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, nước nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Trời chúng con cho mọi người sự hiểu. Amen. Ngài đã thanh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Ngài trái tim cực thanh cực tình đã thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Ngài ông Thánh Giuse là bạn Đức Thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Ngài thanh Đà Minh Tư các thanh tử Vì Đào nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Ngài mẹ La Vang, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con.